cái kiềm thì ta cứ cặp vô trong cái dây mà mình cần đo nguồn nó như thế nào. Nó cũng có cái nút nút vôn, vôn để giữ cái giá trị mà mình đọc được. Ở đây là có cái nút điều chỉnh. Tùy theo cái chế độ đo ở đây là ta đo dòng xoáy chiều hay là dòng một chiều. Ta sẽ chuyển cái vị trí đó. Ở đây là đo dòng một chiều, đo dòng xoáy chiều thì ta sẽ xoay nó đến cái vị trí đó. Đo vôn xoáy chiều hay là đo vôn một chiều thì cái núm này nó sẽ di chuyển đến cái thang đo đó thôi. Rồi ta cứ cặp vô, hiện lên số bao nhiêu thì mình đọc bao nhiêu. Đo ôm. Đại khái là vậy. Rồi cuối cùng là ta chuyển về nút ốp. Muốn đo cái dòng xoáy chiều thì ta chuyển qua cái đo dòng xoáy chiều, mở cái kẹp ra, cặp vào trong cái dây để đo. Đo cái dòng điện động cơ, đo dòng điện động cơ lúc mà chạy lên hoặc chạy xuống gì đó thì ta nó là điện xoáy chiều thì ta sẽ xoay đến cái chữ A mà có cái xoáy chiều đây, mở nó ra, cặp vào cái sợi dây đó, dây nào cũng được nha, dây pha nào cũng được, cặp vào đó. Rồi sau đó đó là chúng ta sẽ cho chạy, rồi đọc cái giá trị ổn định ở trên đây. Khi mà nó chạy ổn định xong thì ta sẽ đọc cái giá trị đo trên đây, ghi nhận lại, thấy không? Còn nếu mà nó là cái dòng một chiều thì ta sẽ bật sang cái vị trí đo của dòng một chiều. Qua đây là sẽ đo điện áp xoay chiều hoặc là điện áp một chiều. Đến cái cuối cùng là sẽ đo cái vôn. Ở đây là cái nút để chuyển đổi từ cái điện áp xoay chiều sang cái điện áp một chiều. Tại vì ở đây là cái núm đo ở cái vị trí này là nó có hai chức năng. Có hai chức năng tùy theo cái máy. Máy này là nó có hai chức năng. Một cái chức năng là đo điện áp xoay chiều. Khi đó là nó sẽ hiện lên cái dấu giống như dấu ngã vậy, điện áp xoay chiều. Còn nếu mà ta bấm một lần nữa thì nó sẽ hiện lên cái giá trị là điện áp một chiều. Là nó sẽ có cái đường gạch ngang ở đây đó. Khi mà nó hiển thị cái này có nghĩa là cái giá trị mà chúng ta đang đo đó là như vậy. Hiện nay là cái máy này nó đang nhảy lung tung như thế này. Bao nhiêu mili không, nhưng mà thật ra là từ từ, nếu như nó trả về không, sau một thời gian thì cái máy nó vẫn còn có thể nhận được. Mili ampe là nó nhỏ. Đo ở sau biến tần, nếu mà từ nguồn vào là phải sau biến tần, trước khi vào động cơ. Sau biến tần phải đo từ cái đoạn dây mà vào động cơ lẻ ra, ta phải đo ở trước cái động cơ đó, nhưng mà thật ra cái dây đó mà nó bó lại một bó vậy sau đó. Cho nên là đo từ bắt đầu từ cái nguồn CB đó mà đi thẳng vào sợi dây đó đang vào động cơ thì ta đo ở đó, chứ còn không đo ở trước biến tần. Dòng điện động cơ là ta đo dưới đó là nó ổn hơn, còn đo thông qua mấy cái linh kiện kia thì nó chỉ là điện áp nguồn thôi. Điện áp từ nguồn cung cấp qua những cái linh kiện để xác định rằng dòng điện động cơ đang hoạt động là đo ở dưới đó. Càng gần cái động cơ bao nhiêu càng tốt. Nếu mà ta đo được ở đâu mà gần động cơ là tốt, còn xa hơn thì thôi. Nếu mà trường hợp là mình không nối dây mà trong cái khoảng lo đấy họ có những cái kết cấu mà buộc nó phải xà đã cắm xuống đất rồi thì mình có thể đánh cái sơn gì là sơn đấy, người ta sẽ dùng kẹp cái đầu tiếp điện của mình được không, thì có cái kết quả đấy. Bởi vì em biết là cái sắt thì bao giờ là cái điện trở cao hơn là so với cái dây đồng này. Không, tức là nói như vậy, anh em cũng rằng là cái cọc này là cái cọc mà cái điện trở cực kỳ lớn. Cái này là cực kỳ lớn. Để cho cái giá trị đo của mình ở cái hố tiếp đất đó là nó phản ánh chính xác. Cho nên là cái cọc này cực kỳ lớn. Ở trên cái nắp của cái máy đo này nó có hướng dẫn chúng ta đo. Hướng dẫn đo cọc bằng bao nhiêu. Trong trường hợp không đóng được cái cọc thì nó vẫn có cái cách mà chúng ta đo không cần dùng cọc.
Nhưng mà cái này là cái mà khi mà trong cái trường hợp bất đắc dĩ thôi. Ở trên, ở phía sau cái mặt máy đo này là nó có hướng dẫn chúng ta sử dụng cái cách đo nha. Đo đóng cọc là sử dụng ở mé bên đây. Đo không sử dụng cọc là dùng ở phía bên đây. Ở đây là nó có hướng dẫn sử dụng. Vì vậy là anh em cần thiết thì mình lại mình chụp hình ở đây. Chụp hình và mình xem. Nha. Nhưng mà nhớ đừng có lấy cái nắp của người ta nha. Đem rồi trả lại. Không. Cọc này hả? Tiếp xúc với giống gì cũng được. Mình đóng xuống dưới nước được mà. Cọc này được. Nhưng mà cái cọc này không có bán lẻ. Nếu mà đã hư rồi. Nếu mà đã hư rồi thì không cần. Chứ bán lẻ một cái rồi cái kia bán cho ai? Nên là bán một cặp với lại là cái này thật ra là nếu mà nó chỉ có cây gì không đôi khi là người ta sẽ tự chế một cái cây khác nhưng mà tự chế là cái giá trị đo của mình sẽ nó không chính xác. Cái bộ này là nó phải đi theo cái máy thì người ta chuẩn nó mới chính xác, còn nếu mà cái cặp này người ta chế thì cái giá trị đo của mình sẽ không chính xác. Là khi mà người ta đi chỉnh lại theo cái cọc đó nữa, cho nên là cái mỗi một bộ là nó có hai cọc, đừng là cắt mất một cọc. Ở đây là nó có phương pháp đo nha, anh em nào cần thì ta chụp hình ở đây. Ở mặt sau của cái này, khi sử dụng đóng cọc là đo như thế nào? Khi mà không trường hợp không đóng cọc được thì đo như thế nào? Có điều là cái mà không đóng cọc được thì nó sẽ không có chính xác bằng cái đo. Nó sẽ đo vào những cái kết cấu ngẫu nhiên khác thì nó có cái nhân lực. Để nếu mà đến khi mà học thực hành, đến khi mà thi thực hành đó là các thầy sẽ hỏi số cái thôi. Ví dụ như mình lấy cái máy đo nối đất, đo điện trở nối đất thì anh em phải biết rằng mình xuống mình phải lượm đúng cái máy này. Ôm cái máy này đặt chạy lên đưa thầy cái là coi như ông quốc mình về liền. Cái này là không phải. Nên ở đây là anh em là nhận dạng thiết bị và một số những cái nguyên tắc chính để đo thôi. Chứ còn trên thực tế là và các thầy sẽ không có bao giờ mà hỏi sâu về dạng nguyên lý rồi đâu, bởi vì mỗi một cái nhà sản xuất, mỗi cái thiết bị đo tại đơn vị của mình và thiết bị đo ở đây để chúng ta tham khảo là hoàn toàn khác nhau. Mỗi một cái đơn vị người ta có thể sản xuất theo một cái kiểu, một cái hình dạng, một cái nguyên tắc nó khác nhau, cho nên là các thầy cũng sẽ không làm khó anh em đâu. Nó đều là ở đây là khi mà mình bóc lên là bóc đúng cái máy đo nào để làm cái gì thế thôi. Trả lời như vậy và những cái nguyên tắc cơ bản. Cái này là phải chọn điện áp đánh thủng tùy theo cái cấp điện áp sử dụng của cái thiết bị mình cần phải đo. Còn cái này là phải chọn thang đo lớn nhất. Tất cả những cái máy đo mà nó có nhiều thang đo thì bao giờ cũng vậy, bật nó lên đến thang đo lớn nhất đo để mình ước lượng được cái giá trị mà thực tế ở chỗ đó là bao nhiêu, rồi ta mới quay trở lại chọn cái thang đo gần nhất với nó. Thì khi đó là thứ nhất là không hại máy đo của mình nó không bị hư hỏng. Thứ hai là cái giá trị động của mình là nó chính xác. Chỉ cần nhớ như vậy là được. Máy này chắc máy đo nhiệt độ quá hả?